Hello, xin chào tất cả anh em đến với channel của mình nhá. Ok, thì ở đây các bạn đã biết cái gì chưa? Hôm nay thì Gena cho mở bán cái trợ thủ hồ ly nha các bạn. Đây mình thấy lần đầu tiên Gena bán 99 kim cương nhá. Không biết lúc mà mình chưa chơi thì có bán không nhờ, lúc mình từ mình chơi về đến giờ thì nó chưa bán, chỉ có mở hồ các bạn. Mở hồ thì mình nghĩ là 99 kim cương chưa chắc đã mua được, chưa chắc đã mở được con trợ thủ này nha các bạn. Nên đây là một cái cơ hội rất là tốt luôn. Các bạn bạn nào mà thích ấy, các bạn chỉ cần tốn 20k thẻ thôi, các bạn có thể mua được con trợ thủ skin này. À không, mua được con trợ thủ này rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Mình thấy rất là đẹp luôn á. Đây mình phải hiện tại bây giờ thì mình có 100 Liên Anh Kim Cương nhá. Thì mình chỉ mua con trợ thủ thôi, mình chưa mua. Mình cũng không mua con mua skin làm gì cả. Tại vì hiện tại bây giờ mình không có đủ kim cương nhá. Nên không có đủ mua skin này. Ba skin này đẹp các bạn, nhưng mà mình chưa tải gói tài nguyên về nên không thấy nhá. Các bạn thông cảm cho mình. Ok thì bây giờ mình sẽ mua luôn này, 99 kim cương các bạn. Nói chung là 100 kim cương đó, còn mấy cái skin này 129 kim cương rất là đẹp luôn. Mình thấy mấy cái bộ skin trợ thủ này rất là đẹp. Bạn nào mà mua chỉ cần nạp 50k là thoải mái đủ các bạn. Ok bây giờ mình sẽ mua luôn này. Ok bây giờ mình sẽ mua luôn này. Wow, đẹp quá các bạn ơi, rất là đáng thương luôn. Mình thề với các bạn là cực kỳ đáng thương luôn nhá. Mình chưa thấy con trợ thủ nào mà đáng yêu như con này ấy. Mình rất là thích con này từ chưa đến giờ luôn, nhưng mà mình chưa có cơ hội để mua ấy. Thì hôm nay mình sẽ có cơ hội để mua đây các bạn. Các bạn nào mà thích như mình ấy, các bạn có thể nhanh tay mua nhá. Hình như là họ cho thời hạn là hôm nay đến ngày mai nhá các bạn, ngày mùng 7 tháng 7 đến ngày mùng 8 tháng 7 nhá. Các bạn nhanh chóng mà mua nhá. Ok, còn đây đây là cái họ cho thử cái skin Ska tình yêu nha các bạn. Hình như là ngày mai bắt đầu từ ngày 11:30 ngày 8 tháng 7. Các bạn đăng nhập vào các bạn có thể chơi hay cái gì đó, các bạn sẽ nhận được cái Ska tình yêu thử nhá. Ok, còn mình sẽ nói về cái bản vẽ của Ska Titan á. Thì chẳng biết các bạn nào đã đổi mua chưa, nhưng mà mình thì mình đổi thì đổi được. Mình có hai cái thì mình chẳng biết nói cái gì, còn bốn cái đá chế tác, nhưng mà mình đổi thì mình cũng không có đá chế tác để mua, mình không đổi các bạn, nên rất là tiếc cho mình luôn. Đổi được nhưng mà không có đá chế tác để đổi, tại vì mình cũng nghèo các bạn. Ok ok đến đây là một cái màn bán một cầm bài nha các bạn. Một cầm bài nhưng mà cực kỳ ngu dốt luôn, chẳng biết mấy bạn kia chắc là vẫn ngu như mình á. Các bạn nhìn mình bán này, một cơm ba. Bây giờ mình sẽ chạy sang kia và mình một mình cơm ba xem có bắn được không nhá. Nhờ mình thấy trận này các bạn kia, trận kia các bạn chơi hình gà hay sao. Đây 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 rồi, ok rồi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Ba đứa mình một mình này. Ôi ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Mình lại bắn gà nữa, như tưởng không biết tại sao các bạn lại bắn gà cả mình một kiểu quá. Các bạn nhìn thấy giờ đạn bay vèo vèo rồi. Ôi nguy hiểm quá các bạn ơi, cực kỳ nguy hiểm luôn. Ôi trời ơi, còn một tí máu, cực kỳ nguy hiểm luôn, cực kỳ nguy hiểm. Rồi ok, mình đã chi một kiểu cầm ba các bạn. Đây là không hiểu tại sao các bạn lại bán gà cả mình. Mình đã bán gà rồi. Hiện tại bây giờ mình danh thủ chiến là mình đã kim cương ba, gần lên kim cương 4 rồi, nhưng mà vẫn cầm những bạn mà bán gà các bạn. Mình không hiểu tại sao mình cũng cười bạn. Cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn, và cực kỳ ngu dốt luôn. Mình thề với các bạn. Và đấy mà là những cầu thủ bán thì mình nói chưa nói ba thằng, nói một thằng chứ mình đã bán nổi các bạn, tại vì mình bán rất là gà luôn. Ok bây giờ mình sẽ chạy ra giữa luôn, mình không cần do dự với ai luôn, mình sẽ chạy ra và solo solo cơm ba cơm bốn sẽ có cơm được hay không, có các bạn có ngu như cái chuyện về đây không nhá. Ok ok đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bán cái gì thế này, trời ơi, hai thằng à, hai thằng rồi, bán gà quá các bạn ơi. Xin rồi, rồi lại bán gà, bán mù mắt quá mình, tại chẳng biết tại sao các bạn lại ba bạn này lại bán gà cả mình, hình như là cho mình bán sao các bạn, cực kỳ vui luôn. Ok, trận tiếp theo này là trận chiếm cứ điểm nhá. Các bạn xem này, mình bán một cây, mình kéo tân cho các bạn xem nhá.
Kiểu tên này, các bạn chả biết bạn nào đã kiểu được như mình hay không chưa. Nhưng mà mình cảm thấy mình bán rất là gà, kiểu rất là gà. Nhưng mà mình thấy vỏ đỏ các bạn xem mình bán này, cái kinh gà luôn nhưng mà vẫn vỏ đỏ. Mình không hiểu tại sao giống như là hack thì sao các bạn. Nhưng mà mình thật sự chưa hack nhá. Các bạn nhìn này, bán với, nhưng mà toàn vỏ đỏ ấy, cũng vỏ đỏ ấy. Các bạn cứ kéo tên mình chẳng quan tâm gì hết, mình chỉ kéo tên nhưng mà nó cứ vào đầu các bạn. Còn sát thương cái này là rất là ít luôn nhưng mà nó vào đầu nhá. Ôi rồi ôi rồi ôi rồi rồi ôi rồi ôi, nguy hiểm quá bạn ơi, đừng có giết mà. Để mình on shot cho. Mà mình nói kiểu cái kiểu tên tầm xa ấy các bạn. Đòi này á, tầm xa thế này đủ các bạn. Tầm xa thế này kiểu tên rất là tốt luôn, rất là chuẩn luôn. Còn gần thế này thì các bạn kéo rất là khó lên đầu luôn. Như mình gần quá mình kéo khó, rất là khó lên đầu luôn nhá. Còn mình nói với các bạn là các bạn muốn chơi cái mấy cái chiến à mấy cái chiến cứ điểm này á, để thắng các bạn phải ở cái mà cứ điểm kia nhá mà họ bảo á. Còn mình đây thì mình chẳng quan tâm gì, mình toàn ra bán nhau các bạn. Nhưng mà nói chung là chắc là ba bạn này gà quá rồi. À, tin bốn bạn, tin bạn ấy rất là gà rồi. Không hiểu tại sao anh cảm những đứa mà bán không ra gì thế này các bạn ơi. Rồi xì giờ các bạn ơi, xì giờ. Không hiểu bán trong chiến cứ điện này giống như người rất là cứng luôn các bạn, bán thế nào cũng không chết được, với lại đang sát thương ghê rất là ít luôn. Bây giờ mình sẽ bán cái súng chừa này, quan sát các bạn xem này. Mình sẽ bán cho các bạn xem này. Cái kiểu tân nói thật với mình thì cái kiểu tân súng trường còn dễ hơn cả súng tiểu liên các bạn. Không biết là mình chưa tập luyện súng tiểu liên nhiều nên nó thế. Mình toàn kiểu tân khẩu súng trường nên bán rất là vào đầu luôn nhá. Các bạn nhìn này, một phát vào đầu thôi. Ok thì chắc là video của mình đến đây là cũng kết thúc rồi. Bạn nào mà thích video của mình có thể đăng ký ủng hộ mình nhá. Để mình còn ra video tiếp theo hay hơn nhé các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình.